Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin trợ lý Ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam. Ngày 23 tháng 6, AFA tiếng Việt loan tin trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh lòng tin cao nhất trong quan hệ Mỹ-Việt. AFA dẫn lời khẳng định của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Crittenbrink hôm 22 tháng 6, nói với báo giới tại họp báo ở Hà Nội rằng lòng tin trong quan hệ Việt Nam và Mỹ cao nhất từ trước tới nay, đồng thời bác bỏ chuyến thăm của ông có liên quan tới chuyến thăm ngay trước đó của Tổng thống Nga Putin. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA cho biết vị cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam tới Hà Nội vào ngày 21 tháng 6, ngay sau chuyến thăm từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Hà Nội. Chuyến thăm của ông Putin đã bị đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội chỉ trích. AFA nhắc lại một hãng tin quốc tế nổi tiếng đã dẫn lời người phát ngôn đại sứ quán Mỹ cho biết không quốc gia nào nên tạo cho Putin một diễn đàn để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của ông ta và mặt khác cho phép ông ta bình thường hóa hành vi tàn bạo của mình. Ông Putin đã bị Tòa hình sự quốc tế ICC phát lệnh bắt giữ với cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh trong cuộc chiến xâm lược Ukraine. Cụ thể, tòa ICC cáo buộc ông Putin trong việc trục xuất và chuyển giao bất hợp pháp trẻ em từ khu vực của Ukraine bị Nga chiếm đóng sang nước Nga trong cuộc xâm lược Ukraine của quân Nga. Đây là lệnh bắt giam đầu tiên chống lại nhà lãnh đạo của một quốc gia là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chủ tịch nước Tô Lâm đón tiếp Tổng thống Nga Putin theo nghi lễ cấp nhà nước. AFA đề cập đến việc Việt Nam hồi tháng 9 năm 2023 đã nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện, mức mà Hà Nội đã thiết lập với Nga từ năm 2012 và tiếp tục được khẳng định trong chuyến thăm của ông Putin vừa qua. AFA tiếp tục dẫn phát biểu tại buổi họp báo của ông Crittenbrink bày tỏ quan ngại về chuyến thăm của ông Putin và nói rõ với giới chức Việt Nam rằng nguyên nhân chính của chuyến thăm của ông lần này là quan hệ đối tác Mỹ-Việt. Ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chỉ Việt Nam có thể quyết định cách tốt nhất để bảo vệ chủ quyền và thăng tiến các lợi ích của mình, ông Crittenbrink phát biểu. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Kim ngạch thương mại Mỹ-Việt Nam đã đạt 111 tỷ đô la trong năm 2023, cao hơn nhiều lần so với con số 3,6 tỷ đô la giữa Nga và Việt Nam. AFA cũng cho biết quan hệ giữa Hà Nội và Moscow có tầm quan trọng không chỉ vì mối quan hệ truyền thống trước đây, mà bởi vì Nga hiện vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Hà Nội và các công ty Nga đang có hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam, nơi Trung Quốc nhiều tháng qua liên tục có các hành động gây rối. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Crittenbrink. Ông Crittenbrink nói rằng các hành động gây hấn ngày một gia tăng của Bắc Kinh ở Biển Đông đã gây ra mối lo ngại lớn cho khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm của ông Crittenbrink cho thấy Mỹ vẫn rất coi trọng mối quan hệ ngoại giao đối với Hà Nội. Bất chấp việc Việt Nam đã có rất nhiều những động thái đi ngược với quan điểm của thế giới tự do, điển hình là quan hệ với Trung Quốc và Nga. Ngoài ra còn có các vụ đàn áp nhân quyền, việc bắt giam các nhà báo và luật sư mới đây, việc đấu đá tranh giành quyền lực đi ngược với các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền. Không rõ nước Mỹ và phương Tây sẽ còn chiều chuộng chế độ độc tài của Hà Nội đến khi nào. AFA cho biết thêm, Hà Nội vào hôm 21 tháng 6 cho biết đã sẵn sàng thảo luận với Philippines liên quan đến những đòi hỏi chủ quyền chồng lấn ở thềm lục địa tại Biển Đông, một cách tiếp cận ngoại giao khác hẳn với Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin trợ lý Ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam. Đương kim Chủ tịch nước Tô Lâm, kẻ bẻ cong luật lệ và vi phạm nhân quyền. Ngày 22 tháng 6, VOA tiếng Việt cho hay, hai nhà quan sát Mỹ cảnh báo về sự thăng tiến của ông Tô Lâm, đương kim Chủ tịch Việt Nam. VOA cho biết diễn đàn về Đông Á East Asian Forum có trụ sở ở Úc đăng bài bình luận với nhan đề Sự thăng tiến đầy tham vọng của ông Tô Lâm ở Việt Nam của tác giả David Brown. Hôm 21 tháng 6, theo VOA, ông Brown, cựu nhà ngoại giao Mỹ với bề dày kinh nghiệm về Đông Nam Á và đặc biệt là về Việt Nam, viết rằng tổng trọng đã nắm 3 nhiệm kỳ, điều chưa từng có tiền lệ và nhiều khả năng sẽ nghỉ hưu tại Đại hội 14 vào đầu năm 2026. Dấu ấn của ông Trọng là công cuộc chống tham nhũng còn gọi là đốt lò. Trong đó,
17.000 trường hợp cán bộ, đảng viên tham nhũng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn đã bị kỷ luật trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2022. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn nhận định của ông Brown, theo đó chiến dịch này đã bị cấp dưới của ông Trọng là ông Lâm, trước đây là Bộ trưởng Công an và nay là Chủ tịch nước, biến thành một thứ vũ khí và bẻ cong luật lệ để tiêu diệt các đối thủ, dường như là để phục vụ cho mục tiêu ông Lâm sẽ kế nhiệm ông Trọng. Nhà bình luận David Brown viết rằng, ông Trọng đang gặp khó khăn trong việc tìm ra người kế nhiệm xứng đáng. Giờ đây, sự chú ý dồn vào ông Tô Lâm, từng là Bộ trưởng Công an từ năm 2016, người đã và đang hưởng lợi từ việc các đối thủ bị loại bỏ trong cuộc đua đến chức vụ lãnh đạo đảng. Dưới góc nhìn của mình, ông Brown cho rằng ông Lâm có đặc quyền tiếp cận với các hồ sơ mà công an các cấp thu thập về tội lỗi, khuyết điểm của các quan chức, từ đó làm cho các đối thủ phải bỏ cuộc. Mặc dù vậy, theo quan sát của ông Brown, vẫn còn một người có thể cạnh tranh với ông Tô Lâm, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Một người khác cũng có khả năng xa xôi sẽ trở thành đối thủ của ông Lâm là Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư. Ông Brown nhận xét, hiển nhiên phần lớn tình hình tùy thuộc vào việc liệu ông Lâm có tiếp tục chỉ huy được sự trung thành của các quan chức cấp cao trong Bộ Công an cho đến Đại hội Đảng 14 vào tháng 1 năm 2026 hay không. Hồi đầu tháng 6, Thượng tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công an thay cho ông Tô Lâm. Ông Quang từng là Thứ trưởng dưới quyền của ông Lâm ở bộ này kể từ năm 2019. Việc ông Quang thăng chức được xem là bảo đảm cho ông Lâm có sự ảnh hưởng đối với bộ, nơi ông lãnh đạo lâu năm, ông David Brown bình luận. Hình ảnh đương kim Chủ tịch nước Việt Nam Đại tướng Công an Tô Lâm. Ông Brown nhận định, ông Tô Lâm đã loại bỏ các đối thủ bằng bộ máy an ninh trong tay, cộng với việc thăng tiến lên chức Chủ tịch nước, đặt ông ấy vào một vị trí vững chắc trong cuộc đua đến chức lãnh đạo đảng. Và kết luận, có thể là ông Nguyễn Phú Trọng chưa có được người kế nhiệm chính thức, nhưng không thể phủ nhận tham vọng của ông Tô Lâm. Ở một góc nhìn khác, VOA cũng cho biết, bà Elaine Pearson, giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, có trụ sở tại Mỹ, đăng bài trên trang tin tức Al Jazeera hôm 19 tháng 6 cho rằng việc thăng tiến của ông Tô Lâm là chỉ dấu xấu về nạn trấn áp của chính quyền Việt Nam đối với các nhà hoạt động, về việc chính quyền không dung thứ những lời chỉ trích và thù địch với các quyền dân sự chính trị cơ bản. Vẫn theo VOA, bà Pearson điểm lại chuỗi các vụ bắt bớ, trấn áp, sách nhiễu hàng loạt các nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội, nhà báo tự do, luật sư và các nhân vật đối lập trong nhiều năm, trải dài từ năm 2016 đến gần đây, khi ông Tô Lâm đứng đầu Bộ Công an. VOA dẫn bà Pearson viết rằng, dưới thời của ông Lâm, cơ quan an ninh đầy quyền lực của Việt Nam đã gần như xóa sổ phong trào nhân quyền non trẻ của đất nước. Các nhân viên an ninh đã bắt giữ hầu như tất cả những ai cố gắng thúc đẩy dân chủ và nhân quyền ở trong nước. Bà Pearson nhắn nhủ, giờ đây ở cương vị nguyên thủ quốc gia, ông Lâm sẽ phải tiếp nhiều phái đoàn quốc tế trong các dịp nghi lễ chính thức và đàm phán ngoại giao. Khi họ bắt tay ông ấy, những nhà ngoại giao chớ có quên rằng trên con đường đi lên nắm quyền, ông ấy đã để lại phía sau rất nhiều sự tàn phá và tất cả những tổn hại mà ông ấy đã gây ra đối với nhân quyền ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Đương kim Chủ tịch nước Tô Lâm, kẻ bẻ cong luật lệ và vi phạm nhân quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d